Vingroup, VinFast hợp tác chiến lược với 4 đối tác hàng đầu tại Trung Đông. Trong khuôn khổ chuyến công du tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Vingroup, VinFast với 4 đối tác hàng đầu tại khu vực Trung Đông. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam, UAE, tập đoàn Vingroup đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác MOU với 3 đối tác hàng đầu Trung Đông là Esports Group, NMDC, Benya Technologies. Công ty VinFast ký MOU với Emirates Driving Company, EDC. Các bên tập trung hợp tác trong 4 lĩnh vực chiến lược đầu tư kinh doanh trọng điểm. Cụ thể, ở lĩnh vực vận tải biển, Esports Group, một trong những công ty quản lý cảng và phát triển logistics hàng đầu tại UAE, bày tỏ mong muốn hợp tác cùng Vingroup để phát triển năng lực xây dựng nhà máy đóng tàu, hệ thống vận tải, hoạt động cảng biển, nhằm thúc đẩy hiện đại hóa ngành hậu cần biển và sản xuất tại Việt Nam. Trong đó, Vingroup chịu trách nhiệm tìm kiếm địa điểm phù hợp với các dự án, giám sát xây dựng, cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và hợp tác với các đối tác địa phương. Còn Esports Group phụ trách việc thu xếp nguồn vốn, chịu trách nhiệm vận hành và kết nối với khách hàng quốc tế. Ở lĩnh vực khai thác bền vững đất biển, Vingroup và NMDC, tập đoàn hàng đầu trong hạ tầng biển và bảo vệ bờ biển UAE, sẽ xem xét hợp tác dự án cải tạo 150 triệu mét khối đất biển cho khu đô thị, dự án cải tạo biển phục vụ công nghiệp và bất động sản quy mô lớn, dự án bảo vệ bờ biển bền vững cho bất động sản cao cấp và các dự án khai thác bờ biển khác. Trong đó, Vingroup đóng vai trò chủ lực trong việc phát triển các dự án bất động sản và đô thị cao cấp. NMDC cung cấp giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng cường tính bền vững và giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái biển. Khi đi vào hoạt động, các dự án trên dự kiến sẽ tạo ra hàng nghìn công việc mới cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại các khu vực ven biển, đồng thời tạo ra nguồn lợi lớn cho ngành du lịch và dịch vụ ven biển Việt Nam. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Vingroup và Benya Technologies, doanh nghiệp đại diện cho một nhóm các nhà đầu tư đến từ Trung Đông và Châu Phi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, sẽ cùng đánh giá tính khả thi và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án, bao gồm một dự án trung tâm dữ liệu siêu lớn, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện và xử lý nước đáp ứng yêu cầu của trung tâm dữ liệu. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 3,5 tỷ USD. Dự án trung tâm dữ liệu siêu lớn sẽ được phát triển trong 3 giai đoạn với quy mô ước tính lên đến 300 MW. Dự án được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu về hạ tầng số của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. VinFast, thuộc Vingroup, cũng ký MOU với Emirates Driving Company, EDC, công ty đào tạo lái xe và an toàn đường bộ hàng đầu của Abu Dhabi, nhằm hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm xe điện, đào tạo lái xe ở Việt Nam và đầu tư nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp của Abu Dhabi. Theo thỏa thuận, EDC sẽ dẫn đầu một liên danh dự kiến đầu tư vào VinFast. Về phía VinFast, bên cạnh việc tiếp cận nguồn vốn, VinFast cũng có thể tận dụng kinh nghiệm của EDC trong lĩnh vực đào tạo lái xe và an toàn giao thông, góp phần xây dựng một hệ sinh thái giao thông điện hóa toàn diện. Thỏa thuận nhằm gia tăng năng lực sản xuất xe điện trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu giao thông xanh đang gia tăng mạnh mẽ và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời khẳng định cam kết của EDC trong việc đóng góp vào cuộc cách mạng giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ ở Trung Đông nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. 4 lĩnh vực Vingroup, VinFast ký kết MOU với các tập đoàn hàng đầu UAE đều là dựa trên lợi thế tự nhiên sẵn có của Việt Nam là kinh tế biển, đồng thời khai thác tối đa thế mạnh đã được khẳng định của Vingroup trong phát triển đô thị, du lịch, hậu cần dịch vụ, công nghệ và công nghiệp. Các điều kiện hợp tác thuận lợi trên chính là nền tảng vững chắc cho sự thành công của các MOU trong tương lai, góp phần đảm bảo sự kết nối vững bền giữa doanh nghiệp hai bên. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, chia sẻ, việc hợp tác với đối tác chiến lược từ Trung Đông sẽ mở ra cơ hội lớn cho Vingroup và VinFast trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ, hạ tầng và kinh tế xanh tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hiện diện ra quốc tế. Chúng tôi tin rằng, sức mạnh của hệ sinh thái Vingroup cùng sự am hiểu thị trường nội địa, kết hợp với kinh nghiệm của các đối tác sẽ giúp các dự án gặt hái nhiều thành công, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam, bà Thủy nói. VinFast mở đường lớn vào mỏ vàng Trung Đông. Kể từ lần đầu tiên giới thiệu giải sản phẩm xe điện tại triển lãm tại Qatar 2023, VinFast đã có những bước tiến quan trọng để chinh phục thị trường Trung Đông. VinFast không chỉ định tập trung vào Bắc Mỹ, công ty cũng đang mở rộng sang châu Á, châu Phi và Trung Đông. Tháng 10 năm 2023, tại triển lãm Geneva International Motor Show Qatar 2023,
lần đầu tiên VinFast chính thức giới thiệu sản phẩm tới công chúng tại Trung Đông. Tháng 12 năm 2023, Tổng Giám đốc Toàn cầu của VinFast Auto đã đại diện các doanh nghiệp Đông Nam Á phát biểu tại tọa đàm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng bền vững trong khuôn khổ diễn đàn thương mại bền vững tại COP28 được tổ chức tại UAE. VinFast cũng là doanh nghiệp duy nhất đến từ Đông Nam Á tham gia phiên tọa đàm quan trọng này cùng lãnh đạo từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Mẫu xe điện cao cấp của VinFast, VF9 sẽ được trưng bày tại triển lãm Expo Dubai City. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên mẫu xe VF9 được giới thiệu tại thị trường UAE. Kể từ khi được giới thiệu cho đến nay, hãng xe thương hiệu Việt đã thể hiện sự nghiêm túc khi tiến vào thị trường Trung Đông. Tháng 5 năm 2024, VinFast Auto ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với đại lý Altea Motors về việc phân phối xe điện UAE. Các cửa hàng đầu tiên của đại lý này bán các mẫu xe điện VinFast VF6, VF7, VF8 và VF9. Tháng 7 năm 2024, showroom đầu tiên ở Trung Đông tại Vương quốc Oman chính thức khai trương, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sang thị trường đầy tiềm năng này của VinFast. Hãng xe thương hiệu Việt đã thay đổi chiến lược từ mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng sang mô hình hybrid bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng phân phối hiện có thông qua việc thiết lập mạng lưới đại lý trên toàn cầu. Dự kiến, doanh số bán hàng qua các đại lý sẽ góp phần đáng kể vào doanh số của VinFast trong nửa sau năm 2024. Tại Trung Đông, VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác độc quyền với 3 đại lý uy tín hàng đầu khu vực gồm Altea Motors, UAE, Almana Holding, Qatar và Bagwan Automobiles và Trading, Oman. Ngày 17 tháng 10 năm 2024, hãng xe Việt cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty ChargeGo nhằm thúc đẩy lắp đặt và vận hành mạng lưới trạm sạc công cộng và các dịch vụ liên quan tại UAE. Trong đà tiến, ngày 28 tháng 10 năm 2024, VinFast Auto đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu chính thức tại thị trường Trung Đông. Đồng thời, hãng cùng đối tác Altea Motors khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, đặt tại khu vực trung tâm thành phố Dubai. Với tổng diện tích trên 1.000 m², cửa hàng tích hợp xưởng dịch vụ mang đến nhiều mẫu xe như VF6, VF7, VF8 và VF9. Theo kế hoạch, các cửa hàng đại lý VinFast tiếp theo tại khu vực Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait và Bahrain sẽ được khai trương ngay trong năm nay. Dự kiến, mẫu xe VinFast VF8 khi được mở bán tại Trung Đông sẽ có mức giá từ 47.500 USD, phiên bản Eco và từ 51.500 USD, phiên bản Plus. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!